đây họ là người chủ chứ không phải là cái người làm công. Cho nên nghỉ ở nhà không có nghĩa là họ sẽ mất công ăn việc làm, mà họ chỉ có thể là bị giảm cái cơ hội làm giàu hơn, rồi bởi vì giao cho người khác có thể người ta không nhiệt tình như là chính bản thân của mình làm. Thì lúc đó ta mới có thời gian chăm sóc. Vì con em của chúng ta nếu thiếu tình cảm á, nó sẽ đi tìm cái cuộc phiêu lưu ở chúng bạn. Mà phần lớn chúng bạn á, là luôn luôn có những cái thói hư và tật xấu, cho nên không khéo ta sẽ đánh mất con em của mình. Cái bước thứ hai là quan trọng hơn. Nếu thời gian ta ở nhà nghỉ việc làm rồi, quan tâm chăm sóc dơ cao đến khẽ, có lúc á, thì hết sức là cương quyết, có lúc á, thì dùng tình cảm ngọt ngào, lúc rất là cương khi rất là nhu, mà vẫn không làm cho người đó hồi đầu được, thì không còn cách nào khác là ta phải giao cô cậu bé đó cho các trung tâm cải tạo, còn hơn là để cho những người này hư đốn bằng cách là ăn bám vào cha mẹ, rồi nếu không có phương tiện để phục vụ cho các thói quen này, chúng có thể trở thành những kẻ gây ra tệ nạn xã hội là điều chắc chắn và có thể kéo theo sau. Đưa vào các trung tâm á, thì chúng sẽ phải nhìn lại cái cuộc đời của mình. Để chúng ở nhà, chúng đi chơi, hết tiền rồi đi chơi tiếp, thì cũng không nên trò rống gì mà ta không thể nào làm cho chúng được hồi đầu. Đưa vào trong các trung tâm thì có thể là đứa con đó nó hận người cha, người mẹ, nghĩ rằng cha mẹ mình không thương mình nữa, cho nên bỏ mình, bỏ mặt mình vào đây. Thì trong cái thời gian ở trong đó thiếu thốn về phương tiện, rồi là ngủ đã bị muỗi mồng cắn đốt, thì chúng sẽ bắt đầu nghĩ lại cái tình thương chăm sóc của cha, của mẹ là có giá trị. Thì cái nỗi khổ niềm đau trong bế tắc đó sẽ làm cho chúng có một nhu cầu để thoát ly. Và thoát ly đây được hiểu như là sự làm mới. Thì khi mà chúng tôi đề nghị hai giải pháp như vậy thì cô này đó đã nỗ lực làm theo. Thì kết quả là đó, cô ta đã đưa con em của mình vào trong cái trại tập trung. Và 3 tháng sau đó được thả về, thì cô bé đó, đó đã trở thành là một người tốt. Đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Không phải ai cũng thành công trong cái nỗ lực như vừa nêu. Nhưng nếu mà ta không mạnh dạn để cắt đi một cái phần nào đó đang bị hư ở trên cái nhân cách của người đó, thì cái mức độ hư của nhân cách đó dần dà sẽ trở thành là ung thư. Mà khi đã ung thư ở cái tuổi vị thành niên rồi thì ta khó có thể làm cho người kia hồi đầu và hướng thượng được lắm. Cho nên phải hết sức khéo léo, ta phải tìm kiếm những người có năng lực tư vấn tốt với những cái kinh nghiệm rất là thiết thực để giúp cho những cái tình cảm mà con em chúng ta bị hư nhân cách ở mức độ nghiêm trọng có thể sẽ không còn là cái người hư đốn như thế nữa ở trong hiện tại và trong tương lai. Và do đó cái tình huống tư vấn hết sức là khác nhau tùy theo cái mức độ nhân cách đó bị thương tổn như thế nào. Xin điều câu hỏi khác. Thưa bà thầy, giải băng ở rặng Himalaya là một trong giải băng có khối lượng tương đối lớn trên thế giới. Theo một số liệu thì trong 100 năm qua thì nhiệt độ khí quyển đã tăng lên 0,74 độ C. Riêng 30 năm qua thì nó đã tăng lên đến 0,6 độ C. Vậy thì thưa thầy nghĩ sao nếu như mà giải băng này nó tan chảy? Câu hỏi vừa nêu làm chúng tôi nhớ đến những thước phim của quyền phó tổng thống Mỹ là Al Gore. Sau khi rời khỏi chính trường đó, thì ông đã đầu tư vào vấn đề nỗ lực để làm giảm cái hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Ông đã công bố trên thế giới một cái VCD mang tựa đề là Sự thật mất lòng. Và trong cái đĩa VCD đó đó, ông đã trình bày cái mức độ hâm nóng toàn cầu đang diễn ra ở trên thế giới đến mức độ báo động. Trong cái thời mà ông còn là một cái thượng nghị sĩ thì ảnh hưởng về vấn đề vật lý hiện đại này ở người thầy dạy học của mình ở trường đại học đó, rất là cao. Cho nên lấy uy tín của mình, ông thuyết phục tất cả các thượng nghị sĩ còn lại ủng hộ cho cái chính sách thông qua một dự luật là giảm tất cả các hoạt động của công nghệ hiện đại ảnh hưởng đến sự hâm nóng toàn cầu nói chung. Nhưng lúc đó đó, cái tiếng nói đó, đó nó vẫn còn trở thành rất là mờ nhạt và không thành công. Sau khi rời chính trường, ông đầu tư nhiều hơn nữa
Và cuối cùng vừa rồi thì ông đã đoạt cái giải Nobel Hòa bình về môi trường do những nỗ lực chưa từng có. Và đó là một cái điều rất là đáng mừng. Thì trong cái đĩa này ông mới trình bày là không phải chỉ có giải Hy Mã Lạp Sơn với các cái khối băng đang bị nổi đe dọa là bị tan chảy ra, mà nhiều cái dải tảng băng lớn khác ở các cái vùng bắc cực của cái địa cầu này cũng đang có cái mối đe dọa tương tự. Thì ông đã chụp hình và so sánh chúng ta những cái hình ảnh rất là rõ, cách đây 40 năm, cách đây 30 năm, cách đây 20 năm, cách đây 10 năm và cái hiện trạng bây giờ. Thì cái diễn tiến của những cái bức ảnh cùng một cái vị trí, cùng một cái tọa độ, cùng một cái vĩ độ, cùng một kinh độ của sự chụp làm cho chúng ta thấy rằng là cái mức gọi là bị bào mòn của các tảng băng này là khá cao, diễn ra đến cả mấy chục phần trăm trong vòng 30 năm diễn ra trong tương lai. Nếu ta không gọi là nỗ lực tập thể để mà hạn chế một cách tối đa về sự tan chảy các tảng băng lớn thì ta sẽ bị rơi vào tình trạng là địa cầu này sẽ bị tình trạng ngập lụt. Nước của các tảng băng đó là một nguồn dự trữ rất quan trọng cho cái mảng nước ngọt mà con người cần có để duy trì mạng sống. Và nếu nó tan chảy ra thì ta sẽ bị khan hiếm nước ngọt như là tình trạng của Úc hiện nay đang đối đầu. Như vậy, các nỗ lực của các nhà khoa học gia cần phải được các vị nguyên thủ quốc gia ứng dụng để gọi là hạn chế một cách tối đa sự hâm nóng toàn cầu. Và do vậy, việc tiêu thụ công nghiệp hiện đại, nhất là xăng dầu, sẽ làm cho tình trạng của địa cầu ngày càng gọi là nguy hại hơn nữa. Cho nên thế giới đang nỗ lực kêu gọi là không chỉ có một cái ngày thế giới không sử dụng xe hơi, mà một năm như thế cần phải có 5-7 ngày để hạn chế mức độ sử dụng gọi là dầu hỏa, dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm môi trường và bầu khí quyển nói chung. Nghiên cứu về vấn đề thực phẩm chay cho chúng ta thấy là một người ăn chay như thế sẽ giảm cái mức độ phóng ra ngoài thị trường và ngoài không gian này đó là đến cả một cái lượng khí carbonic rất là lớn. Nếu trên toàn cầu này cứ mỗi ngày rằm mùng 1, 14 và 30 tất cả đều ăn chay tập thể thì cái mức độ giảm được về khí carbonic đó là nó có thể bằng cả một năm các công nghiệp hiện đại phóng thải để làm ảnh hưởng cái môi trường sinh thái nói chung. Cho nên kêu gọi vấn đề ăn chay một mặt thể hiện được cái mối quan tâm về tình thương, tôn trọng bảo vệ sự sống, mà khác ta còn làm cho sức khỏe của một khí quyển và môi trường sinh thái được tồn tại một cách được đảm bảo hơn. Làm được điều đó là ta đang chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ của bản thân mình. Cho nên duy trì tuổi thọ của các tảng băng lớn ở trên dãy Hy Mã Lạp Sơn và ở vùng Bắc Cực là cách thức ta bảo vệ mạng sống của chúng ta. Hy vọng rằng là các cái giả thuyết chân chính của cựu phó tổng thống Al Gore Hoa Kỳ sẽ là cái mối quan tâm của rất nhiều quốc gia để ký cùng một cái hiệp ước Tokyo giảm bớt cái vấn đề sử dụng các nhiên liệu và các cái chất thải độc để cho hành tinh chúng ta không rơi vào tình trạng là 3/4 phải chìm vào biển trong vòng 50 năm tới. Các quốc gia có nền kinh tế phát triển đang đầu tư hạ tầng cơ sở rất là tốt là để giảm bớt cái tình trạng khi những cái tảng băng nó bị chảy thì tình trạng đất nước đó, quốc gia đó sẽ bị ngập lụt ở mức độ khá cao. Việt Nam ta bị nghèo cho nên chưa có những cái nỗ lực về lĩnh vực này, còn những quốc gia như Hoa Kỳ ta đang đầu tư rất là tốt, bởi vì không phải quốc gia nào khi được kêu gọi cũng đã tích cực hợp tác, mặc dầu có những cái chính sách là cấm vận đi nữa thì người ta cũng chỉ mới hợp tác ở mức độ tương đối mà thôi. Cho nên quan tâm về vấn đề ô nhiễm môi trường đó sẽ làm cho chúng ta có ý thức rằng là ảnh hưởng tiêu cực đến chúng đồng nghĩa là gián tiếp hoặc là trực tiếp hủy diệt mạng sống và tuổi thọ của loài người. Có được như thế thì môi trường sinh thái sẽ được ngày càng tốt đẹp hơn. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy cho biết là trong thế giới hiện sinh, mọi người cho rằng cần phải được tự do thoải mái. Theo cái nhìn Phật giáo thì tự do thoải mái này được hiểu ra sao? Bạch thầy Quang Hỷ. Câu hỏi này có một từ mà ta cần phải tách ra làm hai.
là tự do thoải mái. Tự do là một lãnh vực, thoải mái là một lãnh vực khác. Quan niệm tự do và thoải mái á, nó khác nhau trong từng bối cảnh xã hội, rồi nó lại khác nhau trong từng bối cảnh triết học, nó lại khác nhau hơn nữa trong từng bối cảnh tôn giáo, văn hóa, và nó khác nhau hơn nữa trong các quan niệm cá nhân của con người. Ví dụ ở quốc gia như là Hoa Kỳ thì cái được gọi là tự do đó, nó tương đối là nó có một cái nội hàm và ngoại duyên rộng hơn ở những quốc gia chậm phát triển. Đó là điều mà ta không thể phủ định. Nhưng chúng tôi vừa nói khi nãy đó, là đất nước của Hoa Kỳ là đất nước của rừng luật, cái gì cũng là luật hết đó. Cho nên tự do đó nó bị khống chế bên luật lệ rất là nhiều. Và do vậy đó, ta áp dụng cái tự do ở quốc gia này lên nền tảng của quốc gia khác thì dẫn đến cái tình trạng là mâu thuẫn và xung đột quan niệm văn hóa là chuyện có thể diễn ra. Theo Phật giáo thì tự do trước nhất đó, là cái trạng thái mà ta không bị câu thúc ở trong các phản ứng của giác quan. Và mọi hành động, lời nói, việc làm, chẳng hạn như mắt nhìn thấy màu sắc âm thanh, mà thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng, mà ta làm chủ được các giác quan ngay từ lúc nó phát sinh và suốt cái diễn tiến nó hiện hữu, để dẫn đến cái tình trạng á, ta sống một cách tốt cho bản thân mình và tha nhân, không bị luật pháp trừng trị, không bị lương tâm như là một tòa án dằn vặt giày xé ta, thì lúc đó ta được hiểu là người đang sống ở trong một cái thế giới tự do đích thực. Như vậy cái tự do của Đạo Phật khác hoàn toàn với tự do vật chất của xã hội phương Tây, tức là ai muốn gì thì cứ làm cái đó, muốn ca thì cứ ca, muốn hát thì cứ hát, muốn đi thì cứ đi, muốn làm cứ làm, muốn ngủ cứ ngủ, là muốn làm gì theo cái bản năng của mình, được thể hiện một cách trọn vẹn như thế là tự do. Thì Đạo Phật nói rằng cái mức độ thể hiện các thói quen như thế là ta đang trở thành nô lệ của bản năng và sự phóng thích thói quen xấu tiêu cực. Còn trong khi đó tự do phải thực sự là cái yếu tố tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi, không bị câu thúc ở trong các cái biểu hiện của hành vi của bản thân mình. Đó là sự khác biệt căn bản giữa khái niệm tự do ở trong xã hội phương Tây và của Đạo Phật. Còn đối với cái khái niệm thoải mái cũng như thế. Ví dụ như người ta nói cái câu như thế này: tự nhiên như người Hà Nội. Ta có thể hiểu là người Hà Nội qua cái câu nói đó có một cái thái độ rất là thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ.